Gavin Weldon là một công dân Anh và hiện đang được cách ly trong khu vực doanh trại ở Sơn Tây. Từ ngày 14 tháng 3, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thẳng London, Hà Nội, dưới đây là bản lược dịch bài đăng về Gavin Weldon. 5 giờ sáng, tôi xuống sân bay Nội Bài. Với tất cả hy vọng về một cuộc sống mới ở đất nước tôi vô cùng yêu thích, cuối cùng tôi đã được thực hiện điều đó. Ngay khi rời khỏi máy bay, chúng tôi đã được tập trung để hoàn thành giấy tờ khai báo y tế. Ai nấy đều được sát khuẩn và tất cả nhân viên đều mặc đồ bảo hộ. Mọi thứ hiện ra trước mắt đều rất thật, chứ không còn là việc nhìn thấy trên tin tức nữa. Mỗi người trong chúng tôi đều phải đợi để nộp hộ chiếu. Bất chợt, tôi thấy mình quá may mắn. Vì đã điền tờ khai báo online nên không phải xếp hàng dài. Sau đó tôi phải khai thêm một số mẫu nữa. Cuối cùng họ lấy mẫu dịch từ họng và mũi của tôi, rồi ra hiệu tôi ngồi nghỉ ở một chỗ. Khoảng 4 đến 5 giờ sau, chúng tôi được thông báo là bạn có hai sự lựa chọn. Một là nhận lại hộ chiếu và book một chuyến bay khác. Hai là sẽ nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng trước hết sẽ phải cách ly 14 ngày. Mọi thứ đều không tốn một xu nếu chúng tôi có kết quả âm tính. Và ngược lại, chúng tôi sẽ cần thanh toán chi phí điều trị. Người có quốc tịch Việt Nam sẽ được miễn phí. Và khi mọi người bắt đầu hỏi tới tấp, tôi thấy rất thông cảm cho người phiên dịch viên. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi. Đột nhiên, tất cả trở nên rất đậm tình người. Chúng tôi là những vị khách ở một đất nước đang cố gắng làm hết sức mình để bảo vệ người dân. Và họ cũng đang dành điều tuyệt vời ấy cho chúng tôi. Một thiên tính tốt đẹp của người Việt Nam. Không gian bắt đầu thay đổi từ đường phố tấp nập trở thành đường cao tốc, rồi đến vùng nông thôn, cho tới khi chúng tôi cập bến ở một căn cứ quân sự. Họ phun thuốc khử trùng khi chúng tôi tiến vào và đưa tất cả đến một khoảng sân rộng nơi hành lý cũng được xử lý sát khuẩn. Nhìn xung quanh, thấy có hai dãy nhà lớn và hàng rào. Mọi người đều mặc quần áo bảo hộ. Từng người một trong chúng tôi đăng ký và được hướng dẫn về phòng của mình. Họ sắp xếp những người châu Âu như chúng tôi ở một khu tách biệt nam nữ. Nếu ai có trẻ em đi cùng thì sẽ được ở phòng riêng. Sân bay hỗn loạn nhưng sự kiểm dịch được tổ chức rất sát sao. Điều đó chứng tỏ rằng khi cả thế giới còn đang chờ đợi thì Việt Nam đã sẵn sàng. Khi đến cửa phòng mình, tôi nhìn xung quanh thì thấy hàng rào, sân thể thao và những người nông dân đang làm việc trên những cánh đồng xa xa. Điều kiện ở đây tốt hơn nhiều so với mong đợi của tôi. 4 người phương Tây ở chung một phòng với 10 giường tầng quân sự. Chúng tôi nói chuyện, nhìn xung quanh rồi thiếp đi một chút. Sáng hôm sau, một cuộc tranh cãi xảy ra vì vấn đề nói chuyện khi mọi người đang ngủ. Tất nhiên là sau đó mọi thứ đã được dàn xếp êm xuôi và chúng tôi nhận ra rằng cần phải để ý nhiều hơn nữa. Bữa sáng được phục vụ và món bánh mì đã làm thỏa mãn cơn thèm thuồng. Tôi thật sự rất nhớ hương vị của bánh mì. Sau khi ăn sáng, một anh lính trở lại và mua thẻ SIM cho tôi. Tôi muốn tiếp cho anh ấy vì đã giúp tôi, nhưng anh ta từ chối, chỉ lấy tiền SIM. Người phiên dịch đến khá sớm và hỏi han về thời gian chúng tôi ở đây. Cô nói rằng mình không đến từ đại sứ quán nào cả, chỉ tình nguyện làm việc ở đây. Cô ấy đã mạo hiểm để giúp chúng tôi. Chúng tôi đã biết được kết quả xét nghiệm chỉ sau một đêm. Tất cả đều âm tính, ngoại trừ một quý ông cao tuổi ngồi hàng thương gia. Trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút lo lắng. Chúng tôi thông báo tin vui này với những người thân, nhưng cũng không quên nói rằng sẽ vẫn phải ở cách ly 14 ngày. Những người lính đang làm việc không biết mệt mỏi tự khử trùng các phòng hàng ngày, ghi lại nhiệt độ cơ thể của chúng tôi và dọn sạch thùng rác nữa. Họ ở đây để giúp đỡ đất nước của họ và bất chấp những gì có thể nghe thấy. Họ vẫn rất thân thiện và chu đáo. Cho đến nay, việc ở đây khiến tôi cảm thấy như đi nghỉ dưỡng, chứ không phải ở trong khu cách ly nữa. Khi về phòng riêng, chúng tôi chia sẻ đồ ăn vặt, hoa quả và bắt đầu nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài gửi vào. Khi tôi bước ra bên ngoài, ở phía sau khu vực được chỉ định, một người đàn ông Việt Nam đã nói chào tôi. Anh ấy hỏi tôi trong phòng có mấy người, tôi trả lời 4, anh ta nói mình ở cùng 16 người khác. Chúng tôi biết rằng sẽ sớm có thêm khoảng 700 người nữa đến. Và trong 12 giờ, các đoàn xe khách liên tục nối nhau tới nơi. Tình hình ở đây vẫn đang rất ổn định, nhưng chúng tôi sợ rằng mọi thứ sẽ còn thay đổi. Có sự lặng lẽ căng thẳng tăng lên khi đám đông ngày càng lớn. Nỗi sợ bị lây nhiễm từ người khác và tăng cường sự cảnh giác sẽ xuất hiện. Có một điều rõ ràng là Việt Nam đang cố hết sức để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Và đó là câu chuyện của Gavin Weldon. Anh cũng đã kể lại trải nghiệm của mình trong một nhóm kín về Hà Nội. Có rất nhiều bạn bè quốc tế và nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như lời chúc may mắn. Các bạn đừng quên theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch Covid-19 các bạn nha.